Các bạn thân mến, thời gian vừa qua, cùng với những thông tin rất buồn về hậu quả mưa bão ở các tỉnh miền Trung, thì tràn ngập các mặt báo, mạng xã hội là những dòng tin về kêu gọi từ thiện. Rất nhiều cá nhân, tập thể, bằng uy tín của mình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Và không thể phủ nhận rằng, số tiền quyên góp khổng lồ ấy đã giúp đỡ kịp thời cho hàng trăm ngàn người chịu cảnh thiên tai vượt qua mất mát. Nói đến câu chuyện thiện nguyện hướng về miền Trung dịp này, chắc chắn không thể không nhắc đến vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh, cặp đôi đã duy trì hoạt động từ thiện suốt nhiều năm qua. Và đặc biệt trong thời gian bão lũ tháng 9, tháng 10 vừa rồi, tài khoản của Thủy Tiên đã tiếp nhận khoảng 150 tỷ đồng từ khắp nơi gửi về. 150 tỷ đồng, con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử quyên góp làm từ thiện ở Việt Nam. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà cô ca sĩ mảnh mai ấy lại có thể quyên góp được số tiền lớn như thế cho đồng bào vùng lũ? Vì trước hết, Thủy Tiên là một ca sĩ, là người nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ, được nhiều người biết đến từ trước. Cô còn là phu nhân của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, công hưởng của sự lan tỏa càng tăng thêm bội phần. Mặt khác, giữa thiên tai, hình ảnh người con gái mỏng manh xinh đẹp xông pha trong mênh mông nước khiến cho mọi người cảm động, khâm phục và tin yêu. Thủy Tiên cũng chọn thời điểm từ thiện đúng vào lúc mà mọi cảm xúc của cộng đồng dành cho miền Trung ở vào lúc cao điểm nhất của thương tiếc, xót xa. Không chỉ một tỉnh mà cả bốn tỉnh, từ Huế đến Quảng Trị, Quảng Bình rồi cả Hà Tĩnh đều chìm ngập trong đỉnh lũ lịch sử. Ai ở đâu cũng muốn góp một chút sức mình ngay lập tức, không muốn chờ đợi. Ai cũng muốn phải có cách nào đó nhanh nhất, tin tưởng nhất để tiếp sức cho đồng bào trong cơn hoạn nạn. Và mọi người theo dõi sát sao những bước đi của Thủy Tiên trong tâm lũ, khẩn trương quyên góp để cô làm cầu nối gửi đến bà con. Không thể không nhắc đến hiệu ứng tâm lý đám đông trong thời điểm này, khi một người đóng góp kéo theo bạn bè cùng đóng góp. Số tiền càng nhiều thì mọi người lại càng muốn gửi thêm. Thêm nữa, thêm mãi, cho đến khi số tiền từ thiện về tài khoản của nữ ca sĩ lên đến con số 150 tỷ. Và từ đây, câu chuyện thiện nguyện bỗng dưng có thêm những lùm xùm đáng tiếc. Thủy Tiên livestream tất cả những địa điểm mà cô trao hỗ trợ cho người dân. Ban đầu, tất cả đều cảm động, tin tưởng, hào hứng khi xem. Thế nhưng càng về sau, dần có một số ý kiến trái chiều. Nào là sao trao hỗ trợ cho đồng bào mình mà cứ đếm và phát tiền xoẹt xoẹt thế kia? Nào là giá như bỏ tiền hỗ trợ vào phong bì rồi trân trọng đọc tên từng người lên mục trao thì tốt hơn. Rồi nào thì, cả người trao và người nhận cứ thấy vẻ mặt vô cảm thế nào ấy. Thêm nữa, có những người bắt đầu đặt ra nghi vấn. Sao không chia đều cho công bằng mà có người Thủy Tiên cho ít, có người lại được cho nhiều hơn? Rồi không biết tiền từ thiện có được dùng đúng mục đích hay không? Đỉnh điểm tranh cãi là khi Thủy Tiên công khai đăng bài dừng trao tiền hỗ trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị vì nghi ngờ có sự thiếu minh bạch trong danh sách nhận hỗ trợ. Đến thời điểm này, mọi chuyện đã được làm rõ. Đoàn Thủy Tiên cũng đã quay trở lại Hải Lăng để trao quà cho bà con. Song cũng từ sự việc này mà nữ ca sĩ nhận không ít bình luận nặng nề của cư dân mạng. Thậm chí còn có nhóm anti Thủy Tiên gây hấn khắp nơi, làm phiền đến cuộc sống riêng tư và công việc của cô. Qua sự việc của Thủy Tiên và trước đó nhiều năm là MC Phan Anh, một người cũng chịu nhiều tai tiếng từ việc nhận quyên góp từ thiện. Không ít người đặt ra băn khoăn, đặt ra câu hỏi, liệu có nên làm từ thiện nữa hay không? Làm từ thiện thế nào cho đúng, cho vừa lòng tất cả mọi người? Bởi trên thực tế, có quá nhiều hệ lụy khó lường từ hoạt động thiện tâm này. Việc người nổi tiếng quyên góp và kêu gọi từ thiện nghe thì cao cả, thế nhưng thực chất không khác gì con dao hai lưỡi. Nhận được sự ngưỡng mộ, ủng hộ từ đông đảo công chúng, thế nhưng đồng thời, họ cũng không tránh khỏi những ánh nhìn xăm soi, thắc mắc từ nhiều người. Rõ ràng, công chúng tin tưởng đứng ra kêu gọi từ thiện thì họ mới sẵn sàng rút hầu bao quyên góp. Nhưng nếu số tiền ấy quá lớn thì nó lại vô tình trở thành thứ khiến cho người khác không yên tâm và lên tiếng chất vấn. Phải hiểu rằng, trước khi là nghệ sĩ thì những người như Thủy Tiên, Phan Anh cũng chỉ là những công dân bình thường của đất nước chúng ta. Một công dân có buồn, có vui, có lo lắng, có sợ hãi, thương tình như bao công dân khác. Khi đứng ra kêu gọi quyên góp, chắc hẳn họ cũng không nghĩ rằng số tiền chuyển về có thể lớn đến như thế. Dự định ban đầu đi từ thiện chỉ vài bao ngày, bỗng chốc bởi vì số tiền quá lớn, bởi vì sự tin gửi quá lớn, họ phải gác lại mọi công việc riêng tư để dấn thân vào hành trình thiện nguyện lâu dài hơn. Gia đình, con cái, công việc, những dự định tương lai đều dở dang. Đã có ai sẻ chia, thông cảm với họ một lời hay chưa? Và có ai hiểu rằng một lời chỉ trích của mình sẽ gộp thành hàng trăm vạn lời chỉ trích, nghị kỵ khác nếu họ cảm thấy bị tổn thương vô cùng?
và nếu nhận nhiều gạch đá thay vì lời động viên đến thế, thì làm sao họ tự tin đi tiếp nhiều đợt cứu trợ sau nữa? MC Phan Anh cũng có tâm sự riêng. Trong bão lũ, sau bão lũ đều được nhóm lên, lan tỏa và đọng lại đó là tình người. Tình người còn mãi nếu như không có những ánh mắt ấm áp, những giọt nước mắt hạnh phúc, những hy vọng, những mạng sống được chở che từ phía đồng bào gặp khó khăn. Tôi nghĩ khó ai có thể vững chãi bước trên con đường thiện nguyện. Bởi đó là nguồn động viên vô cùng, là tấm khiên chắn quý báu trước sóng gió của gièm pha, thị phi, công kích. Từ thiện là làm việc tốt từ thâm cảm của mình, mang lại niềm vui cho người khác. Song biết đâu đấy, đằng sau những nụ cười của người nhận là những nỗi buồn của người trao. Mới đây, Hoa hậu Hứa Henie đã phải bật khóc và trải lòng rằng tổn thương ghê gớm khi ủng hộ 50 triệu đồng cho người dân miền Trung mà bị nhiều người nói là hoa hậu gì mà keo kiệt. Cô viết trên Facebook cá nhân: mình cũng chỉ là con người, các bạn làm tổn thương thì mình khóc chứ mình không cấm các bạn được. Thế nhưng các bạn làm thế chỉ khiến mình cảm thấy muốn làm gì cũng sợ dư luận. Vậy mình còn làm được gì nữa đây? Tương tự, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong Tầm Bão Miền Trung đăng tải bức hình quảng cáo cho hoạt động kinh doanh cũng nhận về không ít thị phi, rằng ca sĩ nổi tiếng mà vô cảm với nỗi đau của đồng bào. Anh ngay lập tức phản bác: ca sĩ hay người nổi tiếng gì thì cũng phải kiếm tiền để sống, không có tiền sao giúp được nhiều người? Tại sao chúng ta cứ tự cho mình cái quyền được phán xét, lên án người khác? Đã bao giờ chúng ta tự đặt tay lên ngực mình và tự hỏi bản thân đã làm được điều gì tốt đẹp cho xã hội, cho cộng đồng hay chưa? Thiết nghĩ rằng từ thiện dù ở góc độ nào cũng đều mang tính nhân văn. Vì vậy, chúng ta đừng vì sợ thương nhầm mà không dám sẻ chia. Đừng vì số ít cá nhân lợi dụng từ thiện để trục lợi mà không vào cuộc chung tay chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Đừng để thiện lương bị khuất lấp sau những nghị kỵ. Đừng để lòng tốt chững lại bởi những thị phi. Bởi vì đâu đó vẫn còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Quanh câu chuyện làm từ thiện thế nào cho đúng cách, có một nguyên tắc cốt lõi mà những người làm từ thiện chuyên nghiệp đặt ra. Đó là phải có sự liên hệ với chính quyền địa phương để cùng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chính quyền và nhân dân địa phương cũng là những người giám sát xem việc đưa từ thiện có đến tay người dân không, được hỗ trợ đúng đối tượng hay không. Ngược lại, những người làm từ thiện cũng giám sát luôn cả những cán bộ ở địa phương xem việc trao quà từ thiện có đến đúng đối tượng được thụ hưởng không. Cùng với đó, khi liên hệ với chính quyền, việc điều tiết hỗ trợ sẽ hợp lý hơn, tránh nơi có, nơi không, người nhiều, người ít. Hiện nay, chúng ta đang có Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Cá nhân kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ có thể thông qua hai tổ chức này để truyền đến người dân một cách chính xác và đúng người, đúng chỗ.